Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu niên Bạch Mã của tác giả Chu Mộc Nam, tập 3. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 11: Vì sao khách tới? Nhìn nụ cười đầy ẩn ý của Thanh Ca công tử, Bách Lý Đông Quân lập tức hiểu ngầm gãi gãi đầu. Không dám, không dám, thật ra không có gì đâu, đừng có nghe bọn họ bị đặt, không phải cái gì cũng tin. Tình đừng có nhiều lời vô nghĩa nữa. Lôi mộng sát đột nhiên mở miệng, ngắt lời của bọn họ. Cả bà thấy khó hiểu trong lòng, nghĩ thầm chẳng phải là người lắm lời vô nghĩa nhất ở đây chính là ngươi sao. Lôi mộng sát, làm lơ ánh mắt của hai người khác, chỉ hỏi thanh ca công tử. Lạc Hiên, sao ngươi cũng tới vậy? Thanh ca công tử Lạc Hiên nhíu mày, không chỉ ta tới, bọn họ cũng tới sao? Lôi mộng sát cả kinh, bọn họ tới hả? Đâu, đâu? Ngoài ta tới tiếp ứng người, những người còn lại đã đi làm chuyện quan trọng hơn. Đương nhiên, còn có tên tuyệt đối không có rời khỏi Thiên Khải Thành. Hắn đã phụ trách bố trí chuyện đằng sau. Lạc Hiền đáp, lôi mộng sát mới nhúng dài. Ta còn tưởng chỉ một mình ta chịu làm cái chuyện này. Chuyện của dùng Tây Nam dính liếu tới quá nhiều môn phái, gia tộc, các người nhúng tay vào thì... Chúng ta nhúng tay vào, đương nhiên gia tộc sẽ không đồng ý rồi ngoài tên đệ tử bị lô gia bảo trục xuất nhà ngươi đúng là đám người chúng ta không thể công khai tham gia cái chuyện này nhưng mà huynh đệ là huynh đệ gia tộc là gia tộc chúng ta tới chỉ vì huynh đệ vị ở thiên khải thành nói cố kiếm môn không có thể chết được đây là giới hạn thấp nhất của chúng ta thanh ca công tử lạc hiên tướng mạo nho nhã tuấn tú nhưng khi nói câu cuối cùng toát lên sát ý nghiêm nghị vị ở thiên khải thành là ai Bạch Lý Đồng Quân không nhìn được hỏi. Lôi mộng sát hừ lạnh một tiếng. Đương nhiên là cái vị phong hoa công tử như thần long thấy đầu không có thấy đuôi. Vị phong hoa công tử này thay chúng ta hẹn một vị khách. Hình như vị khách này đã tới. Lạc Hiền quay đầu nhìn ra phía ngoài chùa. Không biết từ lúc nào nơi đó đã có một cô gái mặc áo đỏ đang đứng. Cô gái này cực kỳ xinh đẹp, mặt không có biểu cảm, lạnh lùng như đêm thu, khiến cho người ta tự dưng cảm thấy ớn lạnh. Cô gái này đúng là xinh đẹp. Từ Không Trường Phong nhỏ giọng nói. Bách Lý Đông Quân gật đầu. Ừm, đúng là đẹp, nhưng có hơi giống quỷ. Lôi mọc Sát liếc mắt một cái để nhìn ra thân phận cô gái này, sợ tới mức giơ tay ngăn hai người kia lại đằng sau, hạ giọng nói. Các người học thói lắm lời ở chỗ ta hay sao vậy? Có biết cô nương này là ai không mà dám tùy tiện đùa giỡn chứ? Lạc Hiền tiến tới chậm rãi nói, Yến Tiểu Thư. Vị Yến Tiểu Thư gật đầu. Thanh Ca Công Tử trước mặt Công Tử hân hạnh. Không có tính là lần đầu gặp mặt chứ. Lôi Mộng Sát cười nói, Dọc đường hộ tống Tiểu Thư chúng ta đã gặp rất nhiều lần. Tư Không trường Phong lập tức hiểu ra, cô ấy là người ở trong Kiệu Ban Sáng sao? Yến Tiểu Thư liếc mắt nhìn bọn họ một cái lạnh lùng nói, Các người. Chính là hai tên thiếu niên trong quán rượu của Tiếu Lịch nói. Mà các ngươi còn chưa có chết sao? Theo tính cách của Tiếu Lịch, đáng lẽ hắn sẽ lập tức phái người tới giết các ngươi mới đúng chứ? Ta đã cứu bọn họ. Từ khi nhóm người của Yến Tiểu Thư khởi hành, ta vẫn luôn giấu mình trong số hộ vệ của ngươi. Ta là học chính. Lôi Mộc sát nói. Yến Tiểu Thư mới lắc đầu. Không nhớ. Lôi Mộc sát dưới chân đã mềm nhũng, cười xấu hổ nói. Yến Tiểu Thư đúng là giống như trong truyền thuyết, cao ngạo lạnh lùng. Nhưng mà Yến Tiểu Thư vì sao mà lại tới đây? Giống dĩ ta cho rằng chúng ta sẽ là kẻ địch. Lạc Hiên mới gật đầu. Phong Hoa chỉ nói với ta, ở đây sẽ có một nhân vật quan trọng chờ chúng ta. Nhưng mà có thế nào ta cũng không có tưởng tượng được người này lại chính là Yến Tiểu Thư. Bạch Lý Đồng Quân và Tư Không Trường Phong nghe mà như lọt vào sương mù. Bạch Lý Đồng Quân mới gãi đầu. Ngại quá đi, Bây giờ ta nghe mà chẳng có hiểu gì cả. Lôi mộng sát mới thở dài. Ngươi có biết vì sao quán rượu của ngươi bị đập không? Nghĩ tới cả cái phòng rượu ngon bị đập nát lúc vừa rồi. Bạch Lý Đồng Quân lập tức bừng bừng lửa giận. Vì sao chứ? Vì dùng Tây Nam có hai gia tộc lớn. Một là nhà Kim Tiễn Phường, Cổ Gia. Một nhà là Mộc Ngọc Hành, Yến Gia. Hai đại gia tộc khi thì cùng nhau cai quản, khi thì như nước với lửa mấy năm nay hai giới hắc bạch của vùng tây nam này không có theo cố gia thì bám yến gia vẫn luôn tranh đấu không ngừng mãi tới nửa tháng trước đại dương gia của cố gia cố lạc ly đã bị người ta ám sát bỏ mạng trong cố gia còn lại hai cái vị trưởng lão có thể đứng ra làm chủ cố tam gia và cố ngũ gia là hai vị thúc phụ của cố lạc ly ngoài ra còn có một đệ đệ của hắn chính là lăng dân công tử cố kim môn mà cố lạc ly vừa mất chưa có được ba ngày Cố Tam Gia và Cố Ngũ Gia đã quyết định một cuộc hôn nhân choáng. Đối tượng thông gia là thiên kim của Yến Gia, Yến Lưu Ly. Cũng là cái vị cô nương trước mặt của các ngươi đó. Lôi mộng sát giải thích. Tư không trường phong, nhíu mày suy nghĩ một hồi. Thế thì là âm mưu của Yến Gia liên thủ với Cố Tam Gia và Cố Ngũ Gia hại chết Cố Lạc Ly. Sau đó, thông qua chuyện kết hôn khống chế kim tiện phường, Cố Gia đã mất đi đại dương gia cậu thiếu niên này đúng là hiểu rất rõ về lòng người dơ bẩn bên trong thế gian này lôi mộng sát vỗ gia của hắn đúng vậy cố tam gia và cố ngũ gia vốn có địa vị nhưng mà không có quyền lực thực tế mấy năm nay trong cố phủ bọn họ vẫn luôn nhàn rỗi bọn họ là muốn thông qua yến gia để mà khống chế cố gia tuy là đánh mất vị trí đệ nhất khu vực tây nam này bạch lý Đồng quân quay đầu nhìn về phía yến lưu ly chẳng có trách toàn bộ con đường đều trở nên kỳ quái như vậy xung quanh cố phủ đều đã bị yến gia khống chế ngoài cái khế đất trong tay của ngươi yến gia vẫn chưa có thể chiếm được yến lưu ly nói vốn tưởng rằng chỉ không có tìm được người nhưng mà ngươi lại xuất hiện ngay lúc này rõ ràng rất kỳ lạ đúng là kỳ lạ nhưng mà chắc yến gia của các ngươi cũng không có ngờ tờ khế đất này nằm trong phủ của trấn tây hầu người tới đây mở quán rượu lại là cháu trai duy nhất của hắn. Lôi mộng sát cười nói, Yến lưu ly sửng sốt. Sao? Ngươi là người của Bách Lý Gia sao? Bách Lý Đồng Quân cười xấu hổ, ông nội của ta nổi tiếng tới vậy sao? Không chỉ là ông nội của ngươi, mà đương nhiên rồi, ông nội ngươi, sát thần lão gia là nổi tiếng nhất, nhưng mà cha của ngươi, mẹ của ngươi, cậu của ngươi, còn có con rắn trắng đang phơi nắng trên nóc nhà, đều rất nổi danh lôi mộng sát, dỗ nhẹ lên vai của Bách Lý Đồng Quân nổi danh theo kiểu gì Bách Lý Đồng Quân lần đầu rời khỏi cha mẹ đi xa, ở chỗ của bọn họ ông nội và cha mẹ đều được mọi người tôn kính dịu mến nhưng mà không ngờ ra khỏi Càng Đông Thành vẫn có người biết tên của bọn họ, nổi danh giống như người ở Càng Đông Thành đó lúc này người trả lời chính là Thanh Ca Công Tử nói xong hắn dừng lại một câu tiếp đó bầu thêm mấy chữ nghe danh mà sợ dở mật rồi. Bạch Lý Đồng Quân cười xấu hổ. Thôi, đừng có nhắc tới ta, ta có một câu hỏi. Yến Gia thì muốn thắng được cố gia, lên làm đệ nhất khu vực Tây Nam này. Còn các ngươi muốn tới giúp cố Kim Môn, cho nên các ngươi là kẻ địch mới đúng. Thuộc hạ của tiểu thư Yến Gia vừa đánh với các ngươi một trận. Sao bản thân cô ấy lại chạy tới bí mật hội họp cùng với các ngươi? Lôi mộng sát chắp tay Ừm, câu hỏi hay lắm. Thanh ca công tử Lạc Hiên xoay cây tiểu trúc trong tay nói. Ta cũng muốn hỏi. Yến tiểu thư bình tĩnh nhìn bọn họ chậm rãi thốt lên mấy chữ. Bởi vì ta yêu hắn. Chương 12 Trong bảy lại có bảy. Một câu ta yêu hắn của Yến Tiểu Thư khiến cho mọi người ở đây đều lắp bắp kinh hãi Vừa rồi bọn họ còn đang nói chuyện tranh đấu quyền lực, ân quán giang hồ, nhưng một câu ta yêu hắn quyến tiểu thư lại đột nhiên khiến cho quỷ tích của đại sự này ngoặt theo một hướng khác. Người yêu ai? Lôi mộc sát do dự một lúc mới hỏi. Người lại thật sự yêu cố kiếm môn sao? Chẳng lẽ yến gia các ngươi giết cố lạc ly chỉ là để kết thúc chuyện này? Để ngươi có thể gả cho cố kiếm môn sao? Người điên rồi. Không có đợi yến lưu ly nói năng gì, lôi mộc sát nói toạt đáp án mà mình suy đoán ngươi im mồm đi. Yến Lưu Ly hung hăng trừng mắt với Lôi Mộng Sát. Người mà ngươi yêu là cố lạc ly sao? Lạc Hiên nói. Đại Dương gia cố gia cố lạc ly. Yến Lưu Ly nhìn Lạc Hiên một cái, không có phủ nhận, nhưng mà vẻ hận thù trong ánh mắt của cô lại khiến cho Lạc Hiên nhạy cảm nắm bắt được. Lạc Hiên mới cười nói. Xem ra ta đã đoán đúng rồi. Kim Tiễn phường cố gia, Mộc Ngọc Hành Yến gia hai nhà khi thì như nước với lửa, khi thì hỗ trợ lẫn nhau. Lúc mà ta còn nhỏ, hai nhà còn coi là quan hệ nhiều đời. Ta và cố đại ca lớn lên bên nhau từ nhỏ rồi. Ta ngưỡng mộ huynh ấy, kính trọng huynh ấy mà cảm giác ngưỡng mộ và kính trọng đó như là cái hạt giống. Mấy năm sau, ta trưởng thành, hạt giống đó cũng nảy mầm. Cảm giác ngưỡng mộ và kính trọng đó trở thành tình yêu. Theo lời trần thuật của mình, ánh mắt của Yến Lưu Ly chậm rãi trở nên mê ly. Nhưng mà ngay lúc này, Cố Gia và Yến Gia lại tranh chấp nhau vị trí đệ nhất dùng Tây Nam. Cho nên bây giờ, huynh trưởng của ta đã giết Cố Đại Ca. Mọi người đều nghe được ý hận trong lời của Yến Lưu Ly, không nhịn được phải thầm phát lạnh. Ngay cả lôi mộng sát, giống luôn lãm nhảm, cũng thức thời không có lên tiếng, chỉ có Bạch ly Đông Quân mở miệng. Vì sao mà ngươi còn tới thực hiện hôn lễ này? không ai biết ta yêu cố đại ca huynh trưởng muốn mượn cái chuyện hôn nhân của ta để khống chế toàn bộ cố gia hắn giết người ta yêu dùng ta như là quân cờ lập bẫy như vậy ta tạm thời làm theo ý của hắn yến lưu ly cười lạnh ngươi vào bẫy là để phá bẫy sao rồi mộng sát trầm giọng nói phải vào ngày hôn lễ hắn sẽ tới tất cả tộc trưởng của các đại gia tộc trưởng môn các danh môn có tiếng ở vùng tây nam đều sẽ tới ta sẽ không có gã cho cố kiếm môn còn huynh trưởng của ta hắn sẽ chết nói tới ba chữ yến lưu ly gần từng lời một cho nên ngươi muốn liên thủ với chúng ta lôi mộng sát hỏi dựa theo kế hoạch của huynh trưởng ta sẽ gả vào cố gia nhưng mà tân dương gia của cố gia là nhị công tử cố kim môn sẽ nhanh chóng mắc bệnh chết ta là quá phụ tiếp quản cố gia nếu các ngươi không có giúp ta như vậy chẳng mấy chốc cố kim môn sẽ chết Yến Lưu Ly cười nói, đây là giao dịch mà các ngươi không có thể không làm. Như vậy cần chúng ta làm gì? Lôi mộng sát hỏi, không lâu nữa những bằng hữu khác của các ngươi sẽ đưa một thứ tới đây, mang theo cái thứ này ba ngày sau tới tham gia hôn lễ của ta. Yến Lưu Ly mỉm cười, sau đó chuẩn bị để mà giết người đi. Thứ gì? Lôi mộng sát nghi hoặc. Ngươi sẽ biết nhanh thôi, ngươi chỉ cần nhớ một điều, ta và các ngươi là đồng bọn, người chơi cờ phía sau buổi hôn lễ này không phải là huynh trưởng của ta mà là ta yến lưu ly xoay người chậm rãi đi ra phía ngoài bạch lưu ly nằm trên mái hiên phơi nắng xoay tròn thân thể tiếp đó mới thò đầu xuống cái đầu rắn khổng lồ xuất hiện trước mặt của mọi người bạch lưu ly thè lưỡi rắn nhìn bạch lý đông quân như là đang muốn hỏi có muốn ăn sống nữ nhân không có biết lễ phép này không các người đều tên là lưu ly đừng có ăn cô ấy Bạch Lý Đồng Quân đi tới vỗ đầu của Bạch Lưu Ly. Thôi, về ngủ đi. Bạch Lưu Ly há miệng phun ra một hơi trọc khí, tiếp đó mới xoay người, bò trở lên trên mái hiên. Đúng là một nữ nhân khó hiểu. Tư không trường phong vẫn luôn ôm trường thương đứng bên cạnh xem, nhìn cái bóng dáng đang xa dần, nói một lời đầy ẩn ý. Một nữ nhân mất đi người mình yêu mến nhất, lại bị gia tộc lợi dụng, trong lòng chỉ còn có oán hận chẳng lẽ người hy vọng cô ấy khiến cho người khác có hảo cảm hay sao? Lôi mộng sát nhúng dài, người cô ấy muốn giết chính là huynh trưởng của mình đó. Đúng rồi, Yến Lưu Ly sắp bước ra ngoài, đột nhiên quay người, khiến cho lôi mộng sát và thư không trường phòng sợ cho tới mức giật nảy mình. Ta có một trực giác, sau lưng huynh trưởng còn của những kẻ khác. Tuy ta chưa có từng gặp bọn chúng, nhưng mà nhờ sự giúp đỡ của bọn chúng cho nên huynh trưởng mới có thể giết chết cố đại ca nói xong câu cuối cùng này rốt cuộc yến lưu ly cũng quay người ra khỏi ngôi chùa trong bảy lại có bảy ngoài bảy còn có cao nhân lôi mọc sát che tráng ôi trời đau đầu quá đi mang theo cái thứ đó tới hôn lễ của cô ấy để làm gì bạch lý đồng quân hoang mang hỏi lạc hiên mỉm cười giơ hai ngón tay hai chữ cướp hôn cướp hôn ai cướp bạch lý đồng quân nhíu mày ta và Lạc Hiên lại thêm cố kiếm môn, đều là bác lý bác công tử. Có tình cảm huynh đệ, đương nhiên chúng ta không có thể tới cướp hồn của hắn rồi. Nếu đồn ra ngoài, bác ly bác công tử khéo đã phải đổi tên thành tám cái giày rách của bác ly, còn gì tư không huynh đệ này. Lôi mộng xác có vẻ không có đành lòng, tư không trường phong, dung thanh trường thương. Ta làm sao? Lãng khách giang hồ muốn cướp thiên kim của đệ nhất thế gia dùng Tây Nam đây là một chuyện thường thấy trong tiểu thuyết. Đặt trong vùng Tây Nam này sẽ bị người ta dờ đào chém chết đó. Lôi mộng sát, nở nụ cười không quý tốt, nhìn về phía Bách Lý Đồng Quân. Cho nên... Ta sao? Bách Lý Đông Quân sửng sốt. Ngươi là đứa cháu duy nhất của Trấn Tây Hầu. Xét theo già thế, ngươi còn lớn hơn cả Kim Tiễn Phường Cố Gia và Mộc Ngọc Hành Yến Gia. Xét theo tướng mạo, ngươi cũng chẳng có kém gì lăng dân công tử cố kim môn, sao không thể cướp hôn của hắn chứ? Lôi mộng sát hỏi ngược lại, bách lý đông quân lắc đầu, nhưng mà ta đã có người yêu rồi. Hả? Lôi mộng sát nhướng mày À, từ không trường phong, dung trường thương, lạc hiên xoay nhẹ đó qua kim trà trong tay. Mười hai tuổi ta đã gặp cô ấy, cô ấy là người đẹp nhất mà ta từng thấy sắc mặt của bách lý đông quân hơi đỏ lên đẹp đến đâu lôi mộng sát hỏi tiểu thư yểu điệu thước thà đón gió là vẻ đẹp tuyệt thế bách lý đông quân đáp so với cô nương vừa rồi thì sao lôi mộng sát lại hỏi vàng bạc sao mà đẹp bằng ngọc được chứ bách lý đông quân hỏi ngược lại vậy cô ấy tên là gì lôi mộng sát tiếp tục hỏi ta ta không biết cô ấy nói đợi tới ngày dương danh thiên hạ cô ấy sẽ tự tới tìm ta. Bạch Lý Đồng Quân trả lời. Lôi mọc sát lập tức hiểu ra. Cho nên người mới lén lút chạy ra ngoài. Người muốn nổ danh. Người muốn dựa vào thuộc ủ rượu của mình để mà dương danh thiên hạ sao? Đúng vậy. Bạch Lý Đồng Quân trực tiếp trả lời. Nhưng mà ủ rượu chỉ nổi tiếng ở Sài Tăng Thành thôi. Nếu người cướp hồn Yến Tiểu Thư từ tay của Cố Kim Môn, vậy thì toàn bộ cái vùng Tây Nam này đều biết đến người. Ngươi cảm thấy người như là vị tiểu thư yến gia này thật sự thành thần như ngươi sao? Đợi sau khi mà báo thù, liệu cô ấy có nghĩ tới chuyện kết hôn nữa không?" Lôi Mộng Sát nhìn về phía Bạch Lý Đồng Quân, ánh mắt hùng hổ kinh người. Bạch Lý Đồng Quân ngờ ngác, nhưng mà thành danh mà không cần phải kết hôn, toàn bộ vùng Tây Nam đều biết tới truyền thuyết của ngươi. Ánh mắt của Lôi Mộng Sát từ từ dụ dỗ, Lạc Hiên mỉm cười nhìn Tư Không Trường Phong đang trợn mắt há mồm. Giờ thì ngươi biết vì sao mà gọi là trước mặt nhiều lời rồi chứ. Vì hắn không những nói nhiều mà có thể nói đen thành trắng. Hắn dựa vào cái miệng này mà cưa đổ cả truyền nhân của tầm kiếm nữa đó. Chương 13 Mơ về lần đầu gặp mặt Tuyết rơi lã tả, hoa đào nở rộ. Hai cảnh tượng tráng lệ vốn không có cách nào tồn tại đồng thời lại cùng xuất hiện trong cái khoảng sân này. Trong thế gian chỉ có một khoảng sân thần kỳ như vậy. Nhưng mà cảnh sát của Mỹ Lệ đến mấy, nhìn nhiều cũng quá nhàm. Thiếu niên 12 tuổi nằm trên cây hoa đào, tai lắc nhẹ. Một cái chén tạo từ bạch ngọc từ tai rơi xuống. Đầu cũng ngã một bên, đã say khước rồi. Chén rượu kia từ trên cây rơi xuống, bị ông lão áo trắng râu dài dưới cái tán cây, dùng ống tay áo, tản mát thành một dải hoa đào. Đại sư ảo thuật lợi nhất thế gian Cố tiên sinh đúng là danh bất hư truyền. Một tiếng tán tụng vang lên, hai người mặc áo tròn đen hạ xuống trong sân. Vị sư phụ được gọi là Cố tiên sinh không buồn ngẩng đầu lên, chỉ giơ cái bàn tay vuốt nhẹ cái bàn đá ở trước mặt thở dài, "Là các ngươi làm cho tên nhóc đệ tử của ta bị thương sao? Chúng ta chỉ là muốn mời nó đến một chỗ, đầu đệ của ngươi là quyết mạch bẩm sinh, không có luyện võ lại đi cất rượu, đáng tiếc." người khách áo đen giọng nói khàn khàn đồ đệ có thấy tiếc không cố tiên sinh cười hỏi thiếu niên kia không có đáp lời chỉ nhấc một tay đầy hơi rượu duỗi người khiến cho hoa đào lại rơi xuống xem ra không có đáng tiếc lắm cố tiên sinh gãy dây đàn phát ra một tiếng giang thanh thúy ta và tông chủ của các ngươi coi như là bạn cũ đi đi ta không giết các ngươi cố tiên sinh lớn lối thật Ngài là đại sư ảo thuộc lợi hại nhất trên thế gian, nhưng mà chuyện giết người không thể làm giả được. Người khách áo đen chậm rãi một dịch tay sang hồng. E là chúng ta am hiểu hơn ngài một chút rồi. Càng rỡ, Cú tiên sinh nhướng mày đột nhiên phất tay lên dây đàn một cái, tiếng đàn chợt cất lên. Thanh kiếm mỏng bên hông của người khách áo đen tự tung người nhảy khỏi giỏ. Người khách áo đen cả kinh đang định vũ tay cầm kiếm, lại thấy một bàn tay đã nắm lấy chuôi kiếm trước mình. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy vị cố tiên sinh kia đứng sau lưng của mình. Thế nào là thật, thế nào là giả đây? Ảo thuật trên thế gian có hư ảo đến đâu đi nữa, nhưng mà vẫn có thứ là thật đó. Cố tiên sinh rút thanh kiếm mỏng này ra, đột nhiên đặt trên cổ của người khách áo đen. Thế nào? Đột nhiên một tiếng sáo vang lên, qua đào trên cây dùng dập rơi xuống trong sân là bị gõ gian. Cố tiên sinh khẽ mỉm cười, lùi lại bên cạnh cây đàn, nhẹ nhàng bẻ thành kiếm mỏng một cái, khiến cho nó quá thành một phiến hoa đào bay theo cái làn gió. Người khách áo đen đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, nghĩ thầm thế này, đâu phải là ảo thuật, rõ ràng là yêu thuật mới đúng. Cố tiên sinh nhìn thiếu niên trên cây, đồ đệ, thế nào, võ công ẩn dưới ảo thuật của sư phụ ra sao, có đồng ý học không chứ? Không học, không học đâu thiếu niên thậm chí không có buồn mở mắt, chỉ nhẹ nhàng xua tay. Cố tiên sinh có khách đến, có đồng ý tiếp không? Ngoài cửa có một cô gái nhẹ giọng nói, âm thanh lạnh lẽo như chuông bạc, hết sức êm tai. Tiếp, cố tiên sinh mới dung nhẹ cánh tay, cánh cửa đột nhiên bật mở. Một chiếc xe ngựa tinh xảo xa hoa đứng trước cửa, tuấn mạ trắng toát chậm rãi đi vào. Hầu gái áo xanh ngồi đằng trước đánh xe, có dung mạo khí khái bừng bừng, theo tư thế hơi cao ngạo như cảnh sát tráng lệ trước mặt cũng chỉ là một chuyện bình thường. Còn tiếng sáo du dương kia cất lên từ trong chiếc xe. Ánh mắt của cố tiên sinh lóe lên vẻ kinh ngạc. Đã nghĩ là khách quý, không ngờ là khách quý đến vậy. Tiên sinh khách khí rồi. Hầu gái áo xanh mở miệng nói, thuộc hạ không có nghe theo quảng giáo, tự mình hành động, đắc tội với tiên sinh, mong ngài bao dung, tha cho bọn họ một mạng ta không có giết người đã lâu lắm rồi. Cố tiên sinh mỉm cười, vuốt nhẹ cây đàn cổ, tiếng đàn không có mang khí sát phạt như vừa rồi. Ngược lại, du dương quyển chuyển như hưởng ứng tiếng sau kia. Nhưng ta ở đây thanh tu, thật sự không muốn có ai đó quấy rầy. Trong vòng 5 năm, sẽ không có ai trong chúng ta tới càng đông thành. Cô gái áo xanh nói, chẳng hay tiên sinh có đồng ý không. 5 năm sau, cú tiên sinh vừa đánh đàn vừa trả lời cũng không có rõ ta đã sống qua năm năm đó không nữa tiếng sáo chợt ngưng hai người khách áo đen đột nhiên quỳ sụp xuống dập đầu bái lại thân thể hơi rung rùng dường như đang sợ hãi rèm che của xe ngựa đột nhiên bị xốc lên một cô gái mặc áo lụa trắng từ trên bước xuống chỉ trong chớp mắt qua đào trong sân như lạm đạm đi đôi chút có lẽ là biết mình có nở hoa đến đâu đi nữa cũng không có sánh được với dung nhan của cô gái này. Tuyết rơi cũng lớn hơn một chút, có lẽ nhìn thấy dốc dáng nõn nà như là ngọc đó, tưởng là tiên tử tới từ một nơi cùng với mình. Cặp mắt mỹ miều như cái làn nước chảy, nhìn lướt qua thiếu niên trên cây hoa đào một cái. Không biết từ lúc nào thiếu niên bỗng dưng, mở mắt ra, đã bị cái nhìn kia làm cho ngã từ trên cây xuống. Thiếu niên không còn vẻ lừa nhát sao cơn sai, thân thể như là đang chấn động, ánh mắt trong trẻo ngơ ngác nhìn cô gái trước mặt. "Nàng, nàng là ai?" Cô gái mỉm cười. "Còn cậu, thiếu niên, cậu là ai?" "Nàng không biết ta sao? Cha của ta là Bách Lý Thành Phong, mẹ ta là Ôn Lạc Ngọc, gia gia của ta là Trấn Tây Hầu, ai ai trong thành cũng đều biết ta cả." Thiếu niên lấy làm khó hiểu. "Thế thì đã sao chứ? Bọn họ không phải là cậu?" Ta hỏi là cậu là ai? Cô gái nhuyễn miệng cười. Ta tên là Bách Lý Đông Quân. Thiếu niên trả lời, nụ cười của cô làm cho cậu ngây ngốc. Đông Quân kha bội hướng sang sang, thanh ngữ đa thì hạ cửu quan, phương tính ngọc tiêu thiên dạng lý, xuân phong do dị đáo nhân gian. Cái tên rất là hay đó, cậu đã nghe câu thơ này chưa? Cô gái hỏi, Đồng quân kha bội hưởng sang sang, thanh ngự đa thì hạ tử quan thiếu niên kia nhỏ giọng lặp lại những cái lời này lại ngây ngốc này đừng có đọc nữa đừng có đọc nữa mới sáng sớm đầu ngào chết đi được rồi có một giọng nói vang lên không trung tiếp đó thiếu niên cảm thấy nó bị người phía sau đẩy cho một cái qua đào và tuyết rơi đột nhiên tiêu tán y mới đột ngột mở mắt ra lúc này mới phát hiện mình đang ở ngôi chùa vắng lặng, nào có hoa đào, nào có tuyết rơi, nào có mỹ nhân. Chỉ có một lãng khách thôi. Chỉ có một lãng khách lôi thôi lết thết, đang bực bội nhìn mình. Mơ thấy mỹ nhân sao? Bách Lý Đồng Quân chưa có tỉnh khỏi giấc mộng. Sao mà ta lại mơ dậy được chứ? Ta chỉ mơ thấy đang uống rượu thôi. Từ không trường phong mới lắc đầu, lao nước miếng trên mép người đi rồi nói. Bách Lý Đồng Quân giơ tay sờ thử, ngón tay ương ướt mới dội dàng lấy cái ống tay áo để mà lao lấy lao để. Người tụ tác không có lớn nhưng mà lòng xuân cũng không ít. Ta thấy yến cụ nương tối qua cũng có nhan sắc không tệ, vẫn không bằng à. tình nhân trong mộng của ngươi à. Từ không trường phong hỏi, Bách Lý Đông Quân lạnh lùng lườm hắn một cái, ngươi có người mình thích không chứ? Từ không trường phong mỉm cười, ta không có thích nữ nhân. Bạch Lý Đồng Quân ngờ ngác lặng lẽ lùi về phía sau một tấc tư không trường phong cười mắng ta chỉ nói là ta không thích thôi cái kiểu ra vẻ yêu đi yêu lại như vậy rõ là mất tự do đó chương 14 công tử tuyệt đại hai thiếu niên ngồi trong chùa trêu chọc nhau về chuyện tình yêu còn bên ngoài chùa hai vị công tử lớn tuổi hơn một chút vừa nhận được bồ câu đưa thư từ phương xa người đó lại nói cái gì lôi mộng sát biểu môi lần này lại cho chúng ta thêm bất ngờ gì chứ? Trên bồ câu đưa thư nói, con gái bé bỏng của người lại rời nhà ra ngoài rồi. Lạc Hiên nhíu mày nói, Cái gì? Sao lại thế? Lôi mộng sát, đoạt lấy bức thư, mở ra đọc, lập tức mà nổi giận bừng bừng, dơ chân, đá sang phía Lạc Hiên. Người được tôn là phong nhã, sao mày lại đùa nhớ dẫn như vậy chứ? Trên đây có ghi nửa chữ về con gái của ta không? Ngươi đọc cho ta xem đi. <laughs> chỉ là để bớt căng thẳng thôi mà. Lạc Hiên cười nói, tính cái cô ta vốn tùy ý, nhưng mà vì chuyện mấy hôm nay, trong lòng rất là căng thẳng. Nhưng mà theo như những gì mà viết trong thư, mọi chuyện rất giống với lời của Yến Tiểu Thư. Đúng là sau lưng của Yến Gia, có một thế lực ủng hộ. Không ngờ Tiểu Thư của Yến Gia này cũng có một chút bản lĩnh. Nhưng là người ra sao mà thậm chí cả vị trong Thiên Khải Thành và Thiên Kim Tiểu Thư ở Yến Gia đã có rất nhiều năm không có thể đoán được lai lịch. Ám hà sao? Lôi mộng sát nhíu mày nói, cũng là một khả năng. Lạc Hiên đọc lá thư một lượt, nhưng mà không ngờ tên Liễu Nguyệt kia cũng đồng ý ra tay. Ta còn tưởng ngoài cái tên mọt sách không có năng lực hỗ trợ, có lẽ chỉ có hắn không muốn hỗ trợ. Nhưng mà trên thư đã nói, chưa chắc hắn đã làm được việc này. Đối thủ mạnh mẽ tới mức nào? Ám hà nhưng mà cách làm việc của người này không có giống kiểu lén lút của hà. Yên tâm đi, lôi mộng sát ngạo nghệ nói, bắt ly bác công tử, liên thủ là chuyện chưa từng có, cho dù là vô song thành tới đây cũng không có gì phải sợ cả. Nhưng hắn đã nói liễu nguyệt, cũng không có làm được, vậy nếu thật sự không có làm được thì làm sao đây? Lạc Hiên lo lắng nói, nếu hắn nói có lẽ không làm được, vậy thì chắc chắn còn có hậu chiêu đó cách đó 300 dặm, trên đường lớn, một chiếc xe ngựa toàn thân đèn nhánh, thân xe cực dài, đang chạy băng băng trên đường. Bên cạnh chiếc xe này, còn có 6 người mang đào, cưỡi túng mã đi cạnh bảo vệ, thành thế hùng hồn. Nơi bọn họ đi qua, người đi đường chứng kiến đều lao nhào né tránh. Mãi cho tới khi, trên đường lớn, bỗng xuất hiện một kiệu qua lệ. Kiệu qua nào mà chạy tới cái đường lớn chứ? Trên đường lớn đều là túng mã phi nước đại, Loại kiệu này chẳng mấy chốc đã bị dập nát rồi. Có lẽ trừ cái đám con cháu của thế gia lên cơn điên, còn lại không có ai ngu ngốc đi làm chuyện này cả. Tránh ra! Người dùng đao đi đầu gầm lên. Cổ kiệu kia đi tới trước vài bước, tiếp đó mới dừng lại. Người bê kiệu là bốn chàng trai tuấn tú, giới dung mạo của bọn họ, làm phu bê kiệu của bọn chúng, đúng là bất thường. Còn phía trước bọn họ là một đứa trẻ dẫn đầu, mặc xiêm y qua lệ, cười khanh khách nhìn người dùng đao kia ta bảo tránh ra cô nghe không đó người dùng đao cầm đầu hô lớn nhưng mà cổ kiệu kia vẫn không hề di chuyển rốt cuộc hắn không có nhịn được phi ngựa lao lên phía trước dung nhẹ tay trái đã cầm trường đao trong tay làm bộ định lao lên chém chết cái đứa trẻ dẫn đường làm càng sao đứa trẻ gầm lên một tiếng ngay sau đó từ trong cổ kiệu bay ra một chiếc lá bằng vàng lá vàng xoay tròn trên không trung, đảo qua một dòng, rồi trở lại trong kiệu. Con ngựa của người dùng đao kia lướt qua cổ kiệu qua lệ, lao thẳng sang gian đường, càng chạy càng nhanh. Đột nhiên, đầu của đao khách kia rơi xuống đất, máu tươi đã phun thẳng lên trời. Bốn người bê kiệu tuấn tú kia lập tức dịch cái cổ kiệu sang bên cạnh một tấc, tránh cho máu bắn trúng. Dừng lại, dừng lái! Những người dùng đao còn lại mới dội dàng nghiêm ngựa lại Kẻ tới là ai? Một người dùng đao, mặt đầy râu ria quát hỏi. Đứa trẻ bước lên trước vài bước, "Công tử nhà của ta nói, để cái thứ trong xe ngựa lại, tha cho các người không chết." Công tử nhà ngươi thật là lớn lối, có biết chúng ta là người của Yến gia trong cái vùng Tây Nam không? Đắc tội với chúng ta sẽ có kết cục ra sao? E là các ngươi chưa có biết đâu." Người dùng đao, râu ria xòm xòm cười lạnh nói. Đứa bé kia hét lớn, Công tử nói Yến Gia ở vùng Tây Nam tính là cái quái gì chứ? Trong kiệu có một giọng nói trầm trầm êm tai cất lên. Ta không có nói thế. Đứa trẻ cũng nhỏ giọng đáp lời. Chắc chắn là công tử muốn nói thế rồi. Người dùng đao sửng sốt một hồi. Nếu công tử nhà ngươi không sợ mọc ngọc hành Yến Gia của chúng ta, vậy vì sao mà không tự báo gia môn? Công tử nhà ta... Đứa bé cao giọng nói. Đừng có nhiều lời vô nghĩa lên đánh bọn chúng đi." Người trong kiệu nhỏ giọng ngắt lời của đứa trẻ. Đứa trẻ mới nói có nửa câu đã bị ngắt lời, tâm trạng ủ rũ nhỏ giọng trả lời, "Công tử, ngài để cho ta nói xong đã." Tiếp đó mới ngửa đầu lên nói, "Công tử nhà của ta nói không có nhiều lời cùng với các ngươi, bảo ta đánh các ngươi đó." Còn chưa có dứt lời, đứa bé dương người nhảy lên, sau vài lần tung người lao tới trước mặt người dùng đao râu ria xòm xòm dơ quyền đánh thẳng xuống đầu của hắn người dùng đao sửng sốt lập tức rút đao nghênh đón nhưng mà nắm tay của đứa trẻ kia chỉ lớn cỡ cái bánh bao nhỏ mà lại đánh thanh trường đao tan thành ba khúc thần lực trời sinh này khiến cho đào khách râu ria sợ cho tới mức muốn dứt đao bỏ trốn rơi thẳng từ trên ngựa xuống đất đứa bé không có đuổi theo tung người một cái tới bên cạnh xe ngựa, giơ tay định dán bức màn che, lại thấy cái màn che lập tức tan thành từng mảnh. Một chiếc phi luân đã xé gió lao tới, đứa bé lui nhanh về phía sau, nhưng mà giặt áo trước ngực vẫn bị cắt thành từng mảnh. Nó cắn răng quay đầu. Công tử! Màn che cổ kiệu cũng được dán lên, một chiếc quạt xếp bay ra. Đứa trẻ mới dội dàng cúi người, quạt xếp kia lướt qua hắn, đánh bật phi luân trở lại, tiếp đó hoạt xếp thuận thế bay về đứa bé giơ tay nắm lấy cái hoạt xếp cũng thuận thế lướt về bên cổ kiệu công tử người này thật sự là lợi hại đồng tử nói giọng hơi nức nở người ném phi luân trong xe ngựa đi ra là một người trung niên mặc trường bào màu đen thần sắc âm trầm lạnh lùng nhưng mà trong tay nắm phi luân lại khô quắc tái nhợt có vẻ cực kỳ mất cân xứng Người không phải là người của yến gia ngươi là ai Công tử trong kiệu nhỏ giọng hỏi Ta biết ngươi là ai sao? Giọng nói của người này khàn khàn đáng sợ. Theo truyền thuyết, ngươi có được dung nhan phong hoa tuyệt đại cũng vì vậy cực kỳ ghét cái người khác nhìn mặt của ngươi. Cho nên, nếu có thể không lộ diện thì sẽ không lộ diện. Hơn nữa khi mà ra ngoài đều có bốn nam tử tuấn tú nâng kiệu cho ngươi. Một đứa bé dẫn đường giúp ngươi truyền lời. Hơn nữa, ngươi có bệnh ưa sạch sẽ rất nặng thậm chí còn không có muốn ra khỏi kiệm đi trên mặt đất. Công tử, làm sao đây? Bị người ta nhận ra rồi. Đã bảo ngài đừng có điêu rao như vậy mà, dấu vết quá rõ ràng rồi. Đứa trẻ nhíu mày nói, ta không có muốn người khác biết thân phận của ta, nhưng mà người khác lại lập tức biết được, vậy chứng tỏ chúng ta rất là nổi danh. Công tử trong kiệu nhỏ giọng nói, đứa trẻ gật đầu nói với nam tử cầm phi luân không sai, chúng ta chính là người được công tử bản tôn, là dung nhan tuyệt đại, liễu nguyệt công tử. Là ta, không phải là chúng ta. Công tử trong kiệu thở dài một tiếng. Chương 15, chỉ mình ta đen. Chúng ta đã báo tên của mình rồi, thế thì tên của ngươi đâu? Liễu Nguyệt công tử mới chậm rãi hỏi, nam tử cầm phi luân cười lạnh nói, tên của ta không tiếng tâm, không có lừng lẫy như công tử, không nói cũng vậy thôi thế nhân chỉ biết ta là liễu nguyệt công tử nhưng mà không biết ta tên họ ra sao không có coi là tiếng tâm lừng lẫy nhưng mà ta rất tò mò về ngươi ngươi họ gì liễu nguyệt công tử lại hỏi nam tử cầm phi luân sửng sốt ta họ dương chuyện này liên quan gì tới ngươi ám hà tam đại gia tô tạ mộ xem ra ta đã đoán sai rồi ngươi không phải là người của ám hà cho nên ta chẳng có tò mò vậy ngươi là ai vì sao mà lại giúp Yến Gia? Liễu Nguyệt công tử hỏi đầy ẩn ý. Nam tử cầm phi luân nhíu mày. Ngươi có nhiều câu hỏi quá rồi, có thể trả lời cho ngươi vài câu, nhưng mà điều kiện là bây giờ ngươi đánh thắng ta đã. Cũng không phải là gì khó. Rèm che của kiệu đột nhiên mới nhấc lên, một cây roi bạc bắn ra, đánh thẳng về phía nam tử. Nam tử mới tung người nhảy lên, phi luân trong tay, đột nhiên ném ra, xoay tròn trên không trung, đột ngột tách thành hai cái, ngọn roi bạc cũng đã lóe lê lên như là đã sớm đoán được biến qua này nhưng mà chỉ chớp mắt sau phi luân lại biến thành bốn hai phi luân còn lại xuyên qua roi bạc bắn về người ở trong kiệu quả ra ảo thuật sao liễu nguyệt công tử cười khẽ dung nhẹ cánh tay hai con dao bạc tinh xảo đã xuất hiện trong tay nam tử dùng phi luân gầm lên một tiếng lại rút từ bên hông ra một thanh trường đao tung người nhảy tới trường đao dung lên đỡ lấy phi luân đã bị đánh bật lại, tiếp đó xoay tròn. Bốn cái phi luân nhanh chóng xoay tròn quanh thành trường đao. Chiêu ảo thuật này cũng không tệ nha. Liễu Nguyệt công tử mỉm cười, tai ngoắt nhẹ bên hông. Đai lưng mới lập tức bắn lên, quá thành một cây thước, được hắn nắm trong tay. Vũ khí khoáng có vẻ không có hợp với danh hiệu rồi. Hắn được tôn là Liễu Nguyệt công tử, nổi tiếng thiên hạ vì dung mạo phong hoa tuyệt đại. Trong mắt có rất nhiều người, hắn là vị công tử tuyệt đại, không dính tro bụi. Nhưng bình khí của hắn là có vẻ cực kỳ chú trọng sát phạt. Kim yêu đái, giết người phóng quả. Liễu Nguyệt công tử mới đứng dậy, dùng kim yêu đái lên. Nam tử đạp một chân trước cổ kiệu, cũng dùng trường đao. Chỉ trong giây lát, hai người đã giao thủ hơn 10 chiều. Nam tử kia cầm một thanh đào to lớn, bốn cái phi luân hung ác, dáng vẻ cực kỳ hung hãn còn Liễu Nguyệt công tử chỉ có một thành Kim Yêu đái, nhìn qua khó mà chống cự. Thế nhưng, nam tử kia đầu đã đổ đầy mồ hôi, còn Liễu Nguyệt công tử vẫn giấu nửa mình sau cổ kiệu, gương mặt tuyệt thế vẫn chưa có lộ dung nhan, chỉ dương tài múa thành Kim Yêu đái có vẻ nhẹ nhàng tùy ý. Lùi lại. Liễu Nguyệt công tử quát lên một tiếng, Kim Yêu đái rung lên, phi luân quanh trường đào đều bị đánh rơi xuống đất. Nam tử cảm thấy là trường đao trong tay chấn động, Hổ khẩu đao âm mỹ bất đắc dĩ lùi lại. Không chịu nổi một đòn. Đứa bé vỗ tài cười nói. Liễu Nguyệt công tử lùi lại trong kiệu dùng kim yêu đái trong tay lên. Ken một tiếng, thanh kim yêu đái ngăn chặn một thanh trường kiếm đột ngột xuất hiện. Thanh kiếm này trắng loáng, lóng lánh như có ánh sáng đặc biệt, như được chế tạo từ ngọc quý. Nó đâm xuyên qua nóc kiệu, chỉ thiếu một tấc đâm vào đầu của Liễu Nguyệt công tử rồi. Liễu Nguyệt công tử giơ tay chạm nhẹ vào thanh kiếm, giọng nói đầy tán thưởng. Ta có thể cảm nhận được khí tức bất phàm trên thanh kiếm này. Kiếm của ta rất đẹp, chẳng hay có xứng với vẻ dạ đẹp của công tử không vậy? Một giọng nói trẻ trung vang lên trên nóc kiệu. Liễu Nguyệt công tử giơ ngón tay búng nhẹ, gãy thanh kiếm này bật ra khỏi kiệu. Còn thiếu đồ chút đó. Bốn nam tử tuấn tú ở bên ngoài kiệu đồng thời rút trường kiếm bên hông ra. Bốn người cùng ngẩng đầu nhìn nóc kiệu, chỉ thấy có một nam tử mặc áo trắng, nho nhã thành thoát, đang đứng trên nóc kiệu. Trong hắn rất trẻ, nhưng mái tóc bạc vất phơ theo làn gió. Hắn đã thu thành trường kiếm bằng ngọc quý. May mắn được gặp đám thiên hạ đệ nhất Mỹ công tử phải luận bàn một chút mới được. Kiếm của ta được tôn là Mỹ kiếm, lại được giết chết thiên hạ đệ nhất Mỹ nhân, có phải tuyệt lắm không chứ? Người tự tin sẽ giết được ta sao? Liễu Nguyệt Công Tử nói đầy ở ý. Muốn giết người trên công tử bản đúng là khó khăn. Nam tử tóc bạc dễ nhẹ thành trường kiếm trong tay. Nhưng mà ta muốn thử xem. Ngươi thử một lần là phải trả giá rất đắt. Rất nhiều người cũng muốn thử một lần. Cũng đã thử nhưng mà giờ phút này ta vẫn ngồi đây ta hiểu cho nên nếu công tử đồng ý thối lui đương nhiên là chúng ta sẽ không có làm khó công tử nhưng mà ta muốn thứ trong xe ngựa chắc chắn là công tử cũng hiểu bây giờ chúng ta đối mặt với nhau bằng đao kiếm chẳng phải là thứ gì đó hay sao cho nên ta sẽ không đi như vậy chỉ có thể nói là đáng tiếc nam tử tóc trắng mới khẽ lắc đầu đứa trẻ đột nhiên quay đầu nhìn lại lúc này phát hiện theo chân của nam tử tóc bạc kia còn có bảy người áo đen gương mặt của bọn họ giấu dưới tấm áo không có thể thấy rõ nhưng mà khí thức lạnh lẽo tỏa ra khiến cho người ta không rét mà run đứa bé nói nhỏ với liễu nguyệt công tử trong kiệu công tử lại có rất nhiều người tới ta cảm giác được liễu nguyệt công tử mới thở dài khinh địch rồi trước khi giết người ta có một yêu cầu quá đáng Liễu Nguyệt Công Tử chậm rãi vuốt ve kim yêu đái trong tay. Ta muốn xem mặt của người. Nam tử tóc trắng tung người nhảy tới, giơ thành trường kiếm, dáng vẻ như là muốn bổ đôi cổ kiệu này. Ngưng! Một tiếng gầm đột nhiên gian lên. Nam tử tóc bạc mới lập tức quay đầu lại. Người nọ đã tới ngay phía trước. Người này mặc áo đen, tóc đen, đội nón cũng màu đen, cầm một thanh trường kiếm đen nhánh. Trường kiếm mới lập tức rời gió ngay cả thần kiếm cũng là màu đen tuyền. Nam tử tóc trắng suốt kiếm chém lên cái thanh kiếm đen tuyền này, ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt. Dưới nón là một đôi mắt đen như mực. Nam tử tóc trắng trong lòng phát lạnh mới dội dàng cầm kiếm thối lui. Thế nhân coi trắng là đẹp, chỉ có hắn trên dưới đều đen. Thế nhân tôn sùng cái đẹp, chỉ có hắn ưa xấu thích xấu. Người chính là mặt trần công tử sao, mặt hiệu hắc nam tử tóc bạc thu kiếm hạ xuống đất nhìn mặt trần công tử đang đứng trước nóc kiệu mặt trần công tử không có nói gì chỉ lặng lẽ cắm trường kiếm trong tay vào vỏ làn gió khẽ thổi dán cái lớp lụa đen trên nón của hắn ra hắn mới nhẹ nhàng cúi đầu liễu nguyệt công tử trong kiệu mỉm cười nói không ngờ người cũng tới trước khi tới ta không biết người phải cứu là người nếu biết là lười không tới giới tính cái cô người chắc chắn sẽ có cách thối lui toàn vẹn. Kinh địch rồi, đối thủ của chúng ta không phải là người của dùng Tây Nam. Chẳng lẽ sau lưng dùng Tây Nam này còn có những người khác sao? Thiên hạ đệ nhất Mỹ công tử, thiên hạ đều biết hát công tử. Đúng là bộ đôi thú vị. Đứa trẻ mới vỗ tay nói, Liễu Nguyệt công tử cầm kim yêu đái, gõ nhẹ lên kiệu, nói với nam tử tóc trắng, Người có còn muốn xem dung mạo của ta nữa không? Chương 16 Quang Minh Chính Đại Trong ngôi chùa bỏ quan ở ngoài ô, tư không trường phong, cảm thấy lạnh, bèn đốt một đống lửa, cùng với bác lý đông quân ngồi đó thảnh thơi sưởi ấm. Thanh nhã công tử Lạc Hiền đi đâu không biết, lôi mộng sát ngồi một mình giữa mái hiền. Bạch lưu ly khổng lồ ở kề sát bên hắn. Mới có một hai ngày có vẻ như lôi mộng sát làm quen với con rắn này, hắn vuốt ve đầu của bạch lưu ly. Bạch huynh có nhớ nhà không? Bạch lưu ly há miệng thở, thân hình dặn dẹo. Đúng là hơi lạnh, nếu có rượu uống cho ấm thì tốt rồi. Lôi mộng sát lẩm bẩm. Bạch Lý Đông Quân nghe được không có nhịn được mắng. Đã phí mất cái phòng rượu ngon của ta rồi. Từ không trường phong, lôi từ trong lòng ra một cái túi rượu, ngửa đầu lên uống một ngụm mới đưa cho Bạch Lý Đông Quân. Nè, uống đi. Bạch Lý Đông Quân sửng sốt, nhận lấy cái túi rượu, ngửi dài hơi. Tan lạc, người lấy ở đâu ra vậy? Tư Không Trường Phong mỉm cười, nhân lúc người ngủ mà trộm thôi. "Hay cho cái tên Tư Không Trường Phong nhà ngươi." Bách Lý Đồng Quân tức tối trợn mắt nhìn. "Sao, cô uống không? Không uống để ta uống một ngụm trước đi." Lôi Mộng Sát duỗi tay ra nói. Bách Lý Đồng Quân ngửa đầu lên uống một ngụm lớn, lau miệng, ném cái túi rượu kia ra ngoài. Lôi Mộng Sát vừa tay đón lấy. "Ngươi, đường đường là cháu trai duy nhất của trấn Tây Hầu không học võ cho tốt sao mà thích chuyện cất rượu vậy bạch Lý Đồng quân mỉm cười nói ta là công tử hầu phủ thì phải thích võ sao nếu cha ta là trạng nguyên vậy ta phải làm thi nhân à ông nội của ta làm gì cha ta làm gì giới ta làm gì đều không có liên quan gì tới nhau nói cũng có lý lôi mộng sát mới gật đầu nói nếu ta chịu làm giống như người trong gia tộc đã chẳng có bị trục xuất khỏi lôi gia bảo rồi vì sao mà ngươi lại bị lôi gia bảo trục xuất đây vẫn là nghi vấn lớn trên giang hồ. Ngươi là đệ tử ưu tú nhất thế hệ này của Lô Gia Bảo, cho dù là người của Chi Phụ nhưng mà cũng được kỳ vọng lắm mà. Tư không trường phong hỏi, Ngươi biết nhiều chuyện trên giang hồ chứ? Lôi mộng sát, vừa hỏi vừa ném cái túi rượu cho tư không trường phong. Tư không trường phong, đón túi rượu uống một ngụm. Ta từ nhỏ đã coi bốn biển là nhà, vẫn luôn sinh sống trong giang hồ. Thương pháp của người không tệ, nhưng mà chiêu thức không có được đầy đủ, công pháp cũng có thiếu hụt. Có vẻ như có căn cơ rất tốt, nhưng mà ngươi chỉ học được hình chứ không có học được ý. Lôi mộng sát, đi tới cầm lấy trường thương của tư không trường phong. Chắc chắn ta từng nghe tới cái mũi thương này, ngân nguyệt thương, khóc đoạn trường. Chủ nhân của nó là truyền nhân của Giang Nam, truy khư thương, Lâm Cửu. Lâm Cửu đã mất tích nhiều năm rồi. Hắn đã chết rồi. Tư không trường phong lạnh nhạt đáp hắn là sư phụ của ngươi sao? Lôi mộng sát hỏi. Coi là như vậy, khi mà ta thấy hắn, hắn cũng đã sắp chết, toàn thân lỡ loét, nằm trong một đạo quan bỏ quan chờ chết. Ta đã cứu hắn, đưa hắn trở về nơi ta ở. Hắn hy vọng sau khi mà chết, ta sẽ quả thiêu thi thể của hắn, sau đó mang trò cốt của hắn trở về quê. Hắn nói trước cửa nhà của hắn có một cái hồ gọi là hồ hư dẫn. Khi còn trẻ, hắn từng yêu một cô gái, Mỗi sáng sớm, cô gái ấy đều ngồi bên hồ để mà chảy đầu. Hắn thường tới ngắm. Nhưng khi đó, ta chỉ thấy có một thằng nhóc nhà nghèo, nhưng mà cô gái lại là người đẹp nhất trong trấn. Hắn hạ quyết tâm, cầm thương ra khỏi trấn. Nhưng đi một lần, không có ngờ suốt 30 năm, chưa có từng trở về. Đã vào chốn giang hồ, không có thể ra được. Hắn mong ta thả trò cốt của hắn vào trong hồ hư dẫn kia. Không bảo người hỏi thăm tin tức của cô gái kia sao? Bạch Lý Đông Quân hỏi. Năm thứ ba, sau khi mà hắn đi khỏi, một huynh đệ ở quê đưa tin cho hắn, nói là cô gái ấy đã có chồng. Hắn nói, thậm chí cô gái ấy sẽ không có nhớ một thiếu niên, cứ sáng sớm mỗi ngày là tới bên hồ để mà luyện thương, chỉ để thấy được dáng vẻ chạy đầu của cô. Hắn nói, đã nhiều năm qua rồi, hắn cũng không có nhớ được dáng vẻ của cô ấy, nhưng cũng không có thể tưởng tượng nổi, chỉ còn nhớ cái hồ đó nhưng mà khi ta tới cái trấn nhỏ mà hắn nói thì lại phát hiện Tư không trường Phong dừng lại một chút thở dài nói Cái hồ kia đã cạn khô rồi Lôi mộng sát và bạch lý đông quân nhìn nhau không có nói gì Người đã không phải là người năm đó Nhưng mà cảnh cũng không phải là cảnh năm đó nữa Tư không trường phong mới lắc đầu Sau đó ta đào một cái hồ gian hồ Chôn cho cốt của hắn xuống Có lẽ một ngày nào đó hồ sẽ lại có nước mà thiếu nữ kia chạy đầu cũng có thể là một ngày nào đó nó sẽ bị lấp kính ai mà biết được thương pháp của người là hắn dạy sao lôi mộng sát hỏi hắn dạy ta thương pháp trong năm ngày sau đó mới từ trần nhưng mấy năm nay thương pháp học trong năm ngày đã cứu tính mạng của ta không ít lần tư không trường phong nhận lại thanh trường thương từ tay của lôi mộng sát cho nên ta cũng rất tò mò thương pháp hoàn chỉnh này là thế nào Trùy khư thường không phải là thương pháp lợi hại mấy, nhưng mà Lâm Cửu lại là người tài ba. Xem ra vừa rồi ta nói sai một chút rồi. Lôi mộng sát mới nhìn về phía tư không trường phong. Thương pháp của người thứ học được là ý, không được là hình. Nếu có cơ hội, chắc chắn là người có thể tái hiện cái bộ thương pháp kia. Tư không trường phong cười khổ, có lẽ sẽ không có cơ hội rồi. Lôi mộng sát mới gật đầu, Trước đây đúng là không có cơ hội, nhưng mà người rất may mắn, ngươi gặp được chúng ta, chúng ta là bác ly bác công tử. Ngươi phải biết là tám người của chúng ta, chia ra chính là một cái lưới. Cái lưới này có thể bao phủ toàn bộ bác ly, chúng ta sẽ giúp ngươi. Bách Lý Đồng Quân sắc mặt hoang mang. Các ngươi đang nói cái gì vậy? Tư không trường phong mới lắc đầu nói. Đừng có nói về ta nữa, nói về Cố kim môn đi. Tuy không có hiểu tại sao mà lại dính vào các ngươi, nhưng bây giờ ta cũng không hiểu Rốt cuộc người chúng ta phải cứu là người như thế nào Lăng dân công tử cố kim môn sao Lôi mộng sát hơi nheo mắt Đương nhiên đó là một thằng điên Thỏ thiếu niên hắn vào kinh sinh học Ngày đầu tiên tới đó Đã đắc tội với người của Bách Sự Trai Ở Thiên Khải Bách Sự Trai là bang phái ngầm lớn nhất Của Thiên Khải Thành Tam giáo cửu lưu Rồng rắn lẫn lộn Hắn đã bị trói tới tổng đường xử phạt Người phân xử của bách sự trai phái người điều tra thân phận của cố kiếm môn. Biết cố già ở khu vực Tây Nam cũng không phải là gia tộc bình thường nhưng mà vẫn chẳng có thứ gì ở trong thiên cải thành. Cho nên phạt hắn rút thẻ sinh tử. Rút thẻ xong chịu phạt là có thể đi được. Cái gọi là thẻ sinh tử tổng cộng có 99 thẻ. Bên trên giết các loại hình phạt. Nặng nhất gần như là tử hình. Bình thường nhất cũng là chín đào 16 lỗ cũng đâm ra vài lỗ thủng ở trên người. Trong bách sự trai có do thám của học đường lập tức trở lại báo tin. Nhưng mà cũ Kim môn không cần phải suy nghĩ trực tiếp giới tài tùy ý rút một thẻ. Nhìn thoáng qua một cái dứt xuống đất quay đầu bỏ đi. Ngày hôm sau tên tuổi cũ Kim môn đã bắt đầu nổi danh trong thiên khải thành. Trên thẻ giết gì? 99 thẻ sinh tử kia có 98 thẻ là thẻ tử một thẻ là thẻ sinh cũ kim môn rút ra chính là thẻ sinh duy nhất ở phía trên viết bốn chữ quang minh chính đại chương 17 bảy lăng dân cuồng ngạo hay cho câu quang minh chính đại bách lý đồng quân đoạt lấy cái túi rượu trong tay của tư không trường phong ngửa đầu lên uống một ngụm nên cạn một chén lớn tư không trường phong mới cười lạnh là ngươi muốn uống rượu thôi bách lý đồng quân lắc cái túi rượu trống rỗng trong tay nằm luôn xuống đất Hết rồi. Tư không trường phong không có nhìn túi rượu kia, chỉ hỏi lôi mộng sát. Còn chuyện nào nữa không? Có, hắn đã đến thiên khải được một năm thi vào tắc hạ học cung. Tắc hạ học cung là học cung mà tắc môn bầu bạn từ hồi chiến quốc. Tụ tập sĩ tử tài hoa trong thiên hạ. Khi mà cường thịnh thì hễ là sĩ tử của học cung tới các quốc gia đều được đối đãi như là khách quý một số người tài hoa tuyệt đỉnh còn trở thành chúa tể trong cái thời loạn. Ba năm sau, khi mà Bắc Ly dựng nước, Thái sư khai quốc triều này đã dựng lại học cung. Tuy tắc môn không còn tồn tại, nhưng mà để kỷ niệm tiên hiền vẫn đặt tên là tắc hạ học cung. Đồng thời chỉ có người tài hoa tuyệt đỉnh mới có thể vào học cung. Người bình thường có khổ sở học tập mười mấy năm cũng không có được thấy. Nhưng mà lăng dân công tử cố kiếm môn chỉ mất một năm đã bước qua cánh cửa kia. Ngày hôm đó, hắn và một vị thiên tài khác chỉ mất có một năm đã được vào học cung. Hai người cùng dơ roi phi ngựa đi khắp thiên khải thành. Trong thiên khải thành, muốn từ phía tây thành tới đông thành, có phi ngựa cũng mất 6 canh giờ, dọc đường mười 19 quán rượu nổi tiếng. Hai người bọn họ đặt tên cho 19 quán rượu này chính là Thập Cửu Hòa Đống, Nhất Túy Phi Thiên. Đó là ngày đầu tiên học cung gián thông báo. Hắn tỉ thí trong học cung mà không có phân định được thắng bại cho nên mới hẹn nhau cùng phi ngựa từ cửa Tây sang cửa Đông dọc đường uống ba chén rượu ai tới cửa Đông trước là thắng. Thú vị! Bạch Lý Đồng Quân hai con mắt sáng bừng lên. Thiên Khải Thành là tòa thành không có ngại náo nhiệt nhất. Thập cửu quả đóng nghe vậy mới nhanh chóng chuẩn bị loại rượu quý giá nhất trong quán đặt ở ngoài sảnh chính hai người phóng ngựa giờ rồi đón gió ngất ngây đến nay người ở thiên khải thành được thấy cảnh đó vẫn nhớ mãi không quên nâng chén rượu uống sai gió ngựa khắp thành qua bay đầy trời hương rượu ở trong không trung chỉ là thứ yếu quan trọng nhất vẫn là chỉ khí tiêu niên khiến cho người ta nghe mà say mê vô số người đứng xem mỗi quán rượu lại bày các bàn đặt cược cược xem ai mới là người chiến thắng cuối cùng Thế thì cuối cùng ai thắng? Bạch Lý Đồng Quân mới dội dàng hỏi. Trước đó hai người vẫn không phần cao thấp, nhưng mà thời khắc cuối cùng, lăng dần công tử chậm hơn người còn lại nửa cái mình ngựa. Thua. Lôi mộng sát cười nói. Bách Lý Đồng Quân mới nhướng mày Lợi hại vậy sao? Người còn lại là ai? Là ta đó. Lôi mộng sát phất nhẹ ống tay áo. Ngươi! Bách Lý Đồng Quân và Tư Không Trường Phong nhìn nhau không có thể tin nổi. Năm đó ta đặt bút thành văn, viết thành sách, truyền khắp thiên khải, thế nhân đọc giàu đều thấy nhiệt quyết dân trào. Cho nên danh hiệu của ta là trước mặt. Ta cũng chỉ mất có một năm đã vào học cung, không kém gì cổ kỷ môn. Lôi mộng sát ngạo nghệ nói. Bách Lý Đồng Quân nghi hoặc nói, vậy cuối cùng làm sao mà ngươi thắng? Ta thấy lúc cuối không có thắng được, trong lòng quýnh lên cho nên không có ngừng nói chuyện cùng với cố kim môn tính khí cố kim môn làm sao mà nhịn được ta mắng một câu hắn đáp lại một câu nhưng làm sao mà nói thắng ta cuối cùng dọc đường sóc nảy lại uống không ít rượu cố kim môn <laughs> hắn nôn sạch ra cho nên ta mới thắng đó lôi mộng sát vừa nói vừa cười đắc ý bạch lý đồng quân và tư không trường phong hai mặt nhìn nhau trợn mắt há mồm nhưng mà cuối cùng đã bị triều đình khép vào cái tội nhiễu loạn trị an của thiên khải thành bắt đi nhốt ba ngày phải nhờ tế tử tiên sinh dẫn đường chúng ta ra lùi mộng sát quay đầu nhìn xa xăm thật là hoài niệm năm xưa nhưng mà vì sao cố kỹ môn rời khỏi thiên khải về xài tan thành từ không trường phong hỏi một kẻ ngông cuồng như vậy nếu sau lưng không có người cầm cương vậy chắc chắn hắn sẽ trở thành cái mầm móng loạn lạc hoặc khuấy động phong dần hoặc chết trong sự ngông cuồng của mình. con người cầm cương cho cố kiếm môn chính là ca ca của hắn, cố lạc ly. Cha mẹ của cố kiếm môn mất sớm là ca ca hắn nuôi hắn lớn lên, huynh trưởng như là cha, tuy là cố kiếm môn, là cuồng công tử trong bát công tử nhưng mà lại cực kỳ nghe lời của cố lạc ly huynh trưởng hắn muốn hắn về sài tan thành đợi ba năm ba năm này Cố Lạc Ly hy vọng sẽ bồi dưỡng cố kiếm môn thật vững vàng. Ngoài khí khái ngạo nghễ, còn phải là hiểu cách kiềm chế cái ngạo nghệ của mình. Nhưng mà hắn mới về được có hai năm thì Cố Lạc Ly đã chết rồi. Lôi mộc sát thở dài, tư không trường phong nhớ mày. Ý của người là... Có rất nhiều người cho rằng lần này chúng ta tới đây chỉ là cứu cố kiếm môn, cứu huynh đệ tốt nhất của chúng ta. Đúng vậy, đây là một trong những mục đích của chúng ta, nhưng bọn họ không biết thật ra chúng ta làm vậy cũng là cứu bọn họ đó cố kiếm môn không còn cố lạc ly để mà kiềm chế đối với bọn họ đó không phải là một con rối bỏ tay chịu trói mà là một con ác quỷ vừa thoát khỏi gông xiềng lôi mộng sát lẩm bẩm sai tan thành trong một quán trọ hẻo lánh nam tử cầm dù giấy đứng ngoài cửa quán trọ lẳng lặng nhìn mưa bụi liên miên bên ngoài trên cái thềm cửa sau lưng của hắn có một nam tử trẻ tuổi trong tay nam tử đó là một thanh đoạn đao nhỏ đang ngắm nhìn không ngừng hắn nhìn nam tử cầm dù cười nói có phải là ngươi muốn mang theo dù đi đến đâu cũng có mưa không mỗi khi ra ngoài làm nhiệm vụ với ngươi phải quá nữa là gặp ngày mưa rồi đã đến hôm nay rồi chắc chắn sẽ không tới nam tử cầm dù lắc đầu nói nam tử đang ngắm thanh đoạn đao thu hồi nó vào trong tay áo. Người đang ở bước đường cùng thường làm theo một số lựa chọn đáng sợ. Nhưng có lẽ chúng ta quá đáng sợ rồi. Cho dù là trong tình trạng dạng kiếp bất phục cũng không có lựa chọn chúng ta. Bị đánh giá quá xấu rồi, ngươi về bàn bạc kỹ hơn với đại gia trưởng đi. Nếu hắn không có tới tìm chúng ta, nam tử ngồi cạnh cửa đứng dậy đi vào trong quán trọ. Vậy chúng ta sẽ tới tìm hắn trong cố phủ cố kim môn vẫn uống rượu ngày mai chính là ngày kết hôn rồi cố kim môn đổ rượu vào trong miệng khẽ mỉm cười lý tù ly ở bên cạnh hầu hạ gật đầu đúng vậy ngày mai ta có thể mặc áo trắng không cố kim môn hỏi lý tù ly mới lắc đầu công tử trong hôn lễ phải mặc áo đỏ chứ chỉ có lúc tham gia lễ tang mới có thể mặc áo trắng đáng tiếc khi mà giết người ta muốn mặc áo trắng như vậy máu bắn lên người mới tươi mới đẹp chứ cũng được áo đỏ thì áo đỏ vậy cú kim môn đi tới cửa ngửa đầu ngắm cơn mưa bụi trên bầu trời mưa đã ngớt dần đã chuẩn bị xong chưa cú kim môn mới khẽ hỏi lý tù lì gật đầu đã chuẩn bị xong được cú kim môn mỉm cười đột nhiên bên ngoài gian lên tiếng đập cửa dồn dập cú kim môn khẽ nhíu mày ai lại tới vào lúc này. Lý Tu Ly mới lắc đầu, "Được, để ta xem thử." Một lát sau Lý Tu Ly trở về, giọng nói hơi do dự, "Công tử là ai?" Cố Kim Môn không có quay đầu lại, "Là ta." Yến Lưu Ly đi vào sân, đứng bên cạnh Cố Kim Môn. Các bạn vừa nghe xong tập 3 thiếu niên bạch mã. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo thân ái chào tạm biệt